Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa triển khai cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng năm 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo 100% các đơn vị trực thuộc triển khai cuộc vận động đến cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền bốn quy tắc ứng xử văn minh trên không gian mạng, tuân thủ, lành mạnh, an toàn và trách nhiệm đồng thời triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức kiến thức và kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên. Cụ thể là tiếp tục phát động đoàn viên thanh niên hưởng ứng cuộc vận động mỗi ngày một tin nhắn, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, định kỳ hàng năm tổ chức tập quấn nâng cao kỹ năng kiến thức về truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng.